Ở dưới này thì các bạn thấy là trời đang rất là nắng và bà con thì có một số thì người ta dắt trâu đây để cho trâu bò tắm cho nó mát. Và trâu được họp hai bên dọc theo bờ suối, và dưới kia là có một cái cầu xây. Trâu cũng được buộc trên đấy luôn. Và bây giờ thì mời cả nhà, mời tất cả ông bà cô dì chú bác đi khám phá chợ trâu cùng với Tây Bắc ngày hôm nay nhé. Đặc biệt là xem có dòng trâu to, trâu đẹp hay không. Mình rất là tò mò ạ. Vẫn như thường lệ là mình đứng ở cái cầu, cây cầu mà khách du lịch, khách xuôi người ta hay đi xe lối này. Đấy, xe ô tô. Bây giờ thì chúng ta sẽ xuống khu vực, xuống luôn và ngay khu vực chợ Châu. Không biết là ngày hôm nay là ngày 14 tháng 6 2024, một cái phiên chợ cuối tuần diễn ra vào, hiện tại bây giờ là rơi vào 10 rưỡi ngày thứ 6 ạ. Ngày nay thì có nắng này, oi và nóng, ba cái kết hợp lại làm cho rất là khó chịu ạ. Ôi, ở đây có trâu cặp đẹp chưa đây, con trâu to chưa đấy, các bạn nhìn thấy trâu cặp của bác này đang chúng ta nhìn xa xa là đã thấy là con này nó rất là to, cái khung nó to, con mẹ to các bạn. Và con này là người ta đã bán rồi đấy, không biết là bán bao nhiêu, to nhỉ, đấy như thế là to rồi các bạn. Nhưng mà thôi, to thì chúng ta sẽ xuống dưới này, bởi vì là chợ phiên này còn rất là nhiều nên chúng ta bình tĩnh để đi xem. Không biết là tại cái thời điểm hiện tại bây giờ là giá trâu là nó có tăng hay không, tăng hay giảm là chúng ta đi để biết ngay. Đấy, ở đây có con ngé này, à con ngé này, đấy một con ngé ha, màu sáng, màu hơi vàng vàng, nhìn khá là đẹp. Con này như kiểu mới tách hay sao ấy, nó rất là dữ. Đấy, một em ngé đực nhá, con này chắc chắn là về ngé giống rồi các bạn. Đấy, cái đuôi của nó khá là to, ngé đực, ngoại hình cao ráo, mặt hơi nhỏ tí nhưng mà về từ vai trước trở về đằng sau nhìn nó khá là đẫy đà đẹp. Con này thì rơi vào tầm 1 tuổi các bạn. Đấy, con này thì chắc chắn là người ta bán với giá giống, đẹp đấy. Một con này, không biết là con này. Đấy, mình quay cận cảnh cho cả nhà xem. Lâu lắm em sự. Đấy, con này có một thiều và một khoáy ở chia giữa hai mắt các bạn. Không biết là có gọi là được tam tinh hay không, nhưng mà nó khá là đẹp. Đấy. Con này chắc là mới tách đây, người ta buộc. Nó đang gọi mẹ các bạn. Có nghĩa sừng của nó cũng to, nghe đực như các bạn nhé. Đẹp phết các bạn. Đấy, hai bác này đang xem giao dịch. Không biết con này là người ta bán với mười mấy. Nghe giống à bác ơi? Nghe giống nhỉ, đẹp nhỉ? 17 không ạ? 13. Ê, con này phải hơn 13 đấy, đẹp mà. Con này mới tách mẹ các bạn, nên nó kêu rất là thảm thiết. Đấy, bộ riêng đây. Con này bác ấy bảo 13 thì chắc chắn là mình không tin rồi các bạn. Đấy, con này nếu mà theo như hiện tại bây giờ mà nghe giống đẹp thì nó cũng phải rơi vào tầm 15. Đấy, đẹp nhỉ. Đấy. Một con nghe khá là đẹp ngay buổi đầu live. À buổi, ôi đây có con trâu này. Nói chung là nhiều khi mà người ta nhìn thấy mình cầm máy quay ấy, thì người ta báo giá nó không thực tế lắm. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, con đấy nó phải rơi vào tầm 15. Đấy, là con đấy đẹp. Còn báo là báo 15, còn mua thì chắc là cũng phải trên 13. Ở đây là có một con trâu sừng, nhìn về cơ bản khá là ấn tượng. Đấy, béo, dáng thấp. Không biết là người ta đang đứng ở đây rất là đông và xem. Còn ở dưới này này các bạn này, dưới này là rất là nhiều trâu đang tắm. Một cái khung cảnh rất là đẹp. Mình sẽ quay chiều ngang cho cả nhà xem nhé. Sau đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu giá con này. Ngay buổi trưa các bạn, bà con đến rất là sớm.
À, có vẻ như là con này dáng thấp một tí các bạn, cổ béo, dáng thấp cổ béo và móng chân dài, có vẻ như là con này được luông chiều. Đấy các bạn nhìn chiều ngang của nó này, bụng to. Nói chung là cái mông nó cũng béo, cái dòng khung nhỏ ấy, nó rất là nhanh béo. Con này là không biết là người ta đang giao bán với giá bao nhiêu. 5 5 5 5 5 5 25 5 6 30. Mình đang ngán thử. Ôi, béo tròn tròn trĩnh các bạn. Quả mông phúc hậu. Cái giá thì tí nữa chúng ta sẽ hỏi sau các bạn. Quan trọng là bây giờ là chúng ta sẽ xem một tí. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ hỏi một số người bên cạnh cho nó chuẩn. Xem là người ta giao bán con này với giá bao nhiêu. Ui cẩn thận hút bác ấy, con này hư đấy. Buổi trưa, bây giờ là gọi là buổi trưa rồi, còn 11 giờ trưa rồi. Là nó lắng. Nhưng mà lắng bây giờ là nó gọi là vừa lắng vừa râm ấy. Và cái thời tiết là trong xanh. Nhưng mà nó oi các bạn, nóng và oi. Đấy, không biết là người ta đang bàn luận bao nhiêu, mình rất là tò mò. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ hỏi sau các bạn. Bây giờ là người ta đang xem giao dịch nên là mình hỏi sau. Chứ bây giờ là hỏi vào là vô duyên, trở thành là vô duyên các bạn. Nhiều anh 33 triệu. À 33 triệu. À thế mình đoán gần đúng nhỉ. Đấy. Đúng mà nhìn trâu mái chả đúng anh. Nhìn gần đúng rồi, gần đúng. Chưa buôn trâu được. Con này không biết là năm tạo mấy đấy. Con này sừng đẹp hết. Cái form sừng đẹp ấy. Nó cho nó ăn cỏ xem nó ăn không. Tầm này là được trưa nó đói nó ăn tất các bạn. Rất là ngon. Đấy, chợ ngày hôm nay rất là nhiều các bạn. Mình sẽ cố gắng đi quay chia sẻ lần lượt cho ông bà cô dì chú bác xem. Và điển hình là con này, là chúng ta vừa vào đã gặp ngay con này. Đấy, thế anh bảo là 33 mà không biết đúng không. Cái tầm này nó cũng chỉ thế thôi các bạn. Con này béo này. Đấy, béo ở trên cái lưng của nó đâu, thành mặt phẳng luôn, như kiểu tấm phản các bạn. Đấy, con này dáng hơi thấp so với ngoại hình của nó, là con này dáng hơi thấp một tí. Đấy, con này nguy hiểm đấy các bạn. Đấy. 32 triệu. Không biết là mua chưa, chắc là mua rồi. Đấy. Ok, cái con đấy thì chúng ta đã quan sát hết rồi nhé. Và người ta đang báo trong tầm với giá là 32 đến 33 triệu. Và người ta đang xem. Đấy, một con đã đi về với chủ mới. Con em này này. Đấy. Con này vừa tách mẹ nên là đang kêu gọi mẹ. Thôi, chúng ta sẽ di chuyển tiếp nhé các bạn nhé. Vì chợ phiên này còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều điều để quay chia sẻ cho các bạn. Nếu mà con đấy nó rơi vào tầm 33 triệu đấy, so với giá hiện tại bây giờ thì nó cũng bình. Giá hơi nó cũng bình quân rồi các bạn.
Đây chắc là người ta giao dịch đếm tiền đây. Đây, 32 triệu. Đấy, khu vực bà con đếm tiền giao dịch. Rồi chúng ta sẽ không quay cảnh bà con đếm tiền nhé. Đấy, cảnh đấy thì nó hơi nhạy cảm nên là các bạn thông cảm. Đây khu vực trầu cặp trầu rất là, nói chung là nhiều các bạn. Đấy, rất là nhiều. Ở trầu ở đây thì các nơi người ta di chuyển về chứ không phải là nguyên ở Bắc Hà đâu, mà các tỉnh thành phố lân cận, ví dụ Lai Châu, rồi Simon Hà Giang, rồi kể cả Phú Thọ là người ta cũng chở ngược lên. Đấy, người ta có trâu người ta chở ngược, và đôi khi là người ta chở ngược lên và người ta lại mua về. Đấy, thuận mua vừa bán, hợp lý là người ta mua chứ không nhất thiết là phải trâu ở đây. Vì thế mà mua trâu các bạn phải để ý hoặc là xem kỹ. Ui con này chắc là đang đi tắm này các bạn ạ. Đây con này khá là to. Đấy. Đấy. Ở đây là có một cái dòng, có một cái lòng suối, người ta dắt đây để tắm. Cái suối này nó mát các bạn, không như ở chợ Công Ly. Ở chợ Công Ly là có cái người ta xây một cái bể, sau đó là phải dùng tay để té té cho nước cho nó mát. Nhưng mà ở đây thì cái nước suối nó rất là lạnh và trâu rất là thích các bạn. Đấy, xuống phát đầm ngay. Ý chà, người ta thỉnh thoảng phải chăm sóc trâu vậy, có khi là người chết lắng, mà quan trọng là người ta phải lo cho trâu, chứ nó mà lăn ra đây thì cũng rất là nguy hiểm các bạn, lại phải gọi người đến chia nhau hoặc là phải bán, nên nhiều khi chúng ta phải chăm sóc cho trâu. Người thì lắng biết chui vào trong, nhưng mà trâu thì nó cứ đứng ở ngoài thôi các bạn. Đấy, trâu bò. Ôi, ở đây có con trâu to chưa này. Con này to. Ô, con này nhìn phát qua thì to. Đây, cái sừng này. Cái sừng khá là to, sừng bái hậu ạ. Mà con này hơi gầy, cổ u. Đây, bà kia bán trâu ngồi lên cả cọc. Rồi, chúng ta sẽ đi một vòng tròn nhé các bạn nhé. Đi từ đầu này sang đầu kia. Có duyên đến đâu thì xem đây đấy. Ai da, con này con tơ à? Đẻ chưa? Ồ, một con cái tơ các bạn. Không thấy ai hỏi con này nhỉ? Con này chắc là trên đầu 2 thôi. Xin chào. Mời em cái tơ. Ui con này có quả sừng ngác chưa này. Đây. Đây mình quay cặp sừng này cho các bạn xem. Con này sừng nó mà trụm vào một tí nữa thì đẹp này. Nó hơi giang. Đấy, nhưng mà cái dáng sừng của nó cũng khá là đẹp, sừng to, hốc sừng to, khỏe. Đấy. Cái này nó bóp vào một tí nữa, nó đừng mở ra một tí nữa thì đẹp các bạn. Nó thu vào khoảng 15 phân nữa thì đẹp. Đây các bạn nhìn này, hốc sừng to chưa, khỏe. So với ngoại hình con trâu là con này có quả cặp sừng to nha các bạn nhé. Khá là ấn tượng. Trâu thì không ấn tượng nhưng mà ấn tượng về cặp sừng. Không biết là người ta đang giao bán con này. Đấy, chúng ta sẽ đi vòng quanh xem nó to như thế nào, sau đó là sẽ đi hỏi cho các bạn xem nhé. Đấy. Con này về cơ bản thì là trâu to rồi. Mà cổ thì cũng lên nhưng mà gọi là lên vừa vừa thôi. Ngoại hình thì bình thường.
trâu thì màu đỏ, chắc là trâu nhốt chuồng. Và nhìn con trâu này mình chỉ ấn tượng mỗi là cặp sừng, còn giá con này thì chắc là trên đầu ba một tí thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi hỏi cho cả nhà xem là con này người ta giao bán với giá bao nhiêu. Mình cũng khá là tò mò quá. Con này có quả sừng được phết đấy anh nhỉ, to nhỉ. Con này khoảng ba mấy anh? Đến 32, 33 không? Dạ? Có à? Đấy, thấy cặp sừng nó khá là ấn tượng, to. Cái tầm này nó trên đầu ba các bạn đấy, tầm 32 đến 33 khoảng đấy. Đấy là báo như vậy để cho người ta xem. Đấy, mình quay xa cho cả nhà xem này. Thôi, con đấy thì mình cũng vừa đã hỏi cho các bạn rồi. Anh ấy báo là trên đầu ba một tí. Thì anh ấy bảo trên đầu ba một tí thì khoảng đấy nó rơi vào khoảng 33, 34. Đấy, nó cũng giống như kiểu con lúc đầu. Đấy, con lúc đầu nó còn béo như thế. Đấy, khu vực này khá là nhiều. Con kia béo nhỉ. Đấy, con đấy đang tuổi lớn đấy các bạn. Cái con trâu anh ấy đang đeo cái túi kìa, đang tuổi lớn. Con này có con nào đặc biệt không anh? Có con nào to nổi trội đặc biệt không? Mà là ấn tượng nhất đấy. Bán hết rồi. Bán hết à? Thần lý thì bán hết rồi. Hôm nay anh bán hết chưa ạ? Còn một con. Còn một con. Mình mang mấy con đi ạ? Mình mang 4 con. 14 con á? 4 con. 4 con, bán 3 con còn một con. Thế nào được rồi nhỉ? Còn là tạm tạm xong một lúc nữa là bán hết là vừa. Đấy, chợ phiên rất là nhiều trâu như các bạn nhá. Mỗi người cầm một con, hai con. Hình như có vẻ con kia to to nhỉ. Sao xa thấy nó to to mà không biết phải không? Con đấy to. Ừ. Mình ra đây xem một tí các bạn. Xem em ra đây tí. Xem con này to không các bạn. Mình nhìn đứng xa xa này con này nó nổi trội này. Còn giá trâu bây giờ thì nó bình thường thôi các bạn. Nó chỉ rơi vào 50-60. Đấy, nó tùy thuộc vào từng con. Đây, đây này các bạn này. Đây đây. Cái con hoa hoa đây này. Đây. Đấy. Con này gầy thôi nhưng mà được cái khung của nó cao các bạn. Mình nhìn xa xa thấy con này to to. Con này người ta buộc vào cái cây kìa. Cái này nó rứt mạnh phát là ra ngay các bạn. Nhưng mà con này nó hiền ấy, nó không rứt. Nhiều nhờ các bạn nhỉ. Những cái dòng trâu mà nó gầy 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 một tí, trâu lẻ, trâu cặp cũng có hết, đầy đủ hết. Đấy, các bạn thích chọn con nào này các bạn mua con đấy. Đây, nó quay chiều ngang. Ấy, con này dài người phết đấy. Đấy, nó quay chiều này mới nhìn rõ này các bạn. Rồi. Đây, mình quay chiều ngang cho bạn xem. Đấy, con này khung kiếc to. Này chăm béo lên này nó to. Con này nhìn cơ bản, nếu mà nhìn cơ bản có vẻ như là bì của nó hơi dày. Đấy, theo như mình quan sát vậy. Còn nếu mà chúng ta muốn xem trực tiếp thì chúng ta hãy bấu vào xem một tí xem nó mỏng hay dày. Đấy. Con này được. Nói chung là con này chăm sóc to, vỗ lên thì con này khung to. Và hiện tại bây giờ chắc nó phải rơi vào tầm trên 6 tạ các bạn. Khoảng 6 tạ 4 đấy. Như thế là to rồi. Chợ phiên nhiều lắm. Chúng ta cứ đi dần dần các bạn. Không biết là ngày hôm nay có xuất hiện con trâu giống nào không nhỉ? Trâu giống nhưng mà phải đẹp. Ừ.
Ở đây thì cả các cô đấy, các cô cũng đi dắt trâu theo chồng đấy, hai vợ chồng làm nghề buôn trâu luôn. Đây vì các bạn có thể thấy này đấy, các cô ấy cầm trâu dắt trâu. Ở đây có mấy con nghé này, nghé này trên một tuổi này, nghé kia cứ tầm một tuổi này. À, ở đây có con nghé vàng. Nghé vàng này khoảng bao nhiêu tiền này em? Ừ, 16 triệu, nghe giống nhỉ. Con này chắc là người bán ra giống thì nó mới đắt này. À, nhìn nó khá là tròn trịa các bạn, màu vàng. Đấy, các bạn nhìn thấy kỹ con nghé màu vàng chứ, con đấy nó rơi vào tầm 1 tuổi nhỉ. Màu vàng và nhìn nó cũng hơi đẹp đẹp. Và con đấy thì bạn nhỏ này chắc là dắt cho bố. Đây, đấy, các bạn nhìn kỹ coi chưa. Và người ta đang báo là 16. Tất nhiên rồi, người ta báo nó sẽ cao để cho người mua người ta sẽ xem lại, xem và xem bao nhiêu cho nó hợp lý. 13,5, 16, 13,5. Đấy. Con to này nó còn rẻ hơn con nhỏ. Đấy, vì con to này người ta bán với giá thịt, con kia bán với giá giống. Giá giống với giá thịt bao giờ nó lệch nhau một tí. Nói chung là người ta cứ báo vậy đó để cho khách xem. Đây, ví dụ như con này này. Đấy, con này là người ta đang báo là 13,5. Con kia là 16. 16 thì về thì đợi người mua, người ta ví dụ như người ta chỉ báo 16 người ta chỉ trả 13 thôi chẳng hạn như vậy. Còn con 13 này người ta chỉ trả là 11,5. Đấy, nó tùy vào từng con người ta giả giá hợp lý, hai bên thì chốt đơn thế thôi. Đấy, mua trâu thì cũng khá là đơn giản và dựa theo kinh nghiệm của các bác là chính thôi. Và dựa, thứ nhất là dựa theo giá thị trường, thứ hai là dựa theo kinh nghiệm của các bác sao cho nó phù hợp hai bên thì chốt đơn. Đấy, ở đây là người ta đang bàn luận con trâu nào đây. Con trâu này có cái quả cặp sừng rất là hay nhá. Cái mẫu. Ui, ở đây có con nghé đẹp này các bạn này. Cái form sừng của con này đẹp. Ui, con nghé này đẹp hết này. Nghé màu lông vàng. Đấy, ngoại hình khá là chắc chắn. Con này được hay cái đây. Đấy, một con nghé nhá. Con nghé màu lông vàng ạ. Xem nghé được thì cái này. Mình chưa nhìn rõ lắm. Đấy, cổ con này. Không biết là người ta đang bàn luận cái gì. Hơi nó lùi về kia. À, một con nghé cái các bạn. Một con nghé cái màu lông vàng, con đấy khá là đẹp. Và đặc biệt là con trâu mẹ này, các bạn nhìn cặp sừng của con trâu mẹ chưa? Nó xoáy rất là đẹp nhé. Và khung con mẹ này rất là to. Các bạn để ý nhá. Các bạn nhìn thấy cặp sừng của con trâu này chưa? Đấy, ấn tượng nhỉ. Rất là hiếm khi ở bây giờ là ví dụ như tìm cả chợ là chắc là con này là duy nhất nó có cái form sừng kiểu này thôi. Rất là hiếm khi mình nhìn trên chợ phiên là có những con có cặp sừng như thế này. Không biết là con kia là con mẹ à, con là con của con này hay là lẻ khác nhá. Con đẹp đấy họ báo bao nhiêu vậy? Đây, cứ một con giống này các bạn này. Mình sẽ xem con giống này nhé. Đấy, con này đẹp này. Đấy. Đấy, con này là con cái nhá, phải có được ạ. Con này có hai thiều. Đấy, các bạn nhìn kỹ chưa, hai thiều. Không biết là người ta đang bàn luận gì. Quấy á. Quấy hông và quấy vai. Màu vàng. Con này chắc là phải rơi vào tầm 16 nhá. Chúng ta sẽ đợi tí xem là người ta báo bao nhiêu. À, người ta đang rình rình để buộc dây các bạn.
Cổ nó không to lên, anh dùng trang mà. Người ta đang rình rình buộc dây nó vào đầu. Mình chưa quen ai ở đây để hỏi các bạn. Mình cũng đang rất là tò mò để hỏi thử xem là con này người. Con này con giống đẹp đấy anh nhỉ? Mười mấy? 10 triệu thôi mà. 10 triệu đấy á? Chắc không phải chứ. 12. Cái tầm 10 triệu rẻ quá. Màu lông vàng. À, con này thì người ta đang báo là 12 đấy. Không biết là 12 bán hay là 12 chốt giá. Đấy, bao nhiêu buộc rồi. Đấy, tầm này thì 12 cũng gọi là được rồi các bạn. Đấy, tầm 12 triệu nghe cái. Con này con cái nhé. 12 triệu khá là giá hiện tại bây giờ là khá là hợp. Nếu mà nó giống là 12 triệu là hợp. Chắc là người ta mua rồi đấy. Đấy, đi quay châu bò cũng rất là khó các bạn. Cái khác thì hỏi rất là đơn giản, nhưng mà về giá cả châu bò đi hỏi thì thường thường là một số bà con thì người ta đưa cái giá, ví dụ mình người ta thấy mình quay là người ta đưa ra cái giá nó chưa được chính xác. Người ta cứ báo cao lên hoặc là báo thật thấp xuống để cho mình đỡ tìm hiểu được. Nhưng mà không sao, cái đấy thì chuyện bình thường thôi mà. Thì đi quay có như nào mà biết được thì mình giới thiệu cho bạn. Không biết được thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần. Nhưng mà với những con đấy là tầm 12 là báo là cũng khá là ok. Bởi vì nó là con giống đẹp. Thôi chúng ta sẽ gặp nhau vào video tiếp theo nhé các bạn nhé. Chợ thì còn rất là nhiều. Nhưng mà dạo này gần đây thì mình quay dài quá. Một số các bác bảo dài quá, thôi mình sẽ quay ngắn lại. Hẹn các bác vào video sau, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đồng hành trên chợ phiên.